Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, tỉnh Kiên Giang triển khai thực hiện nhiệm vụ trong bối cảnh có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh, sự đoàn kết nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã đạt được nhiều kết quả tích cực khá toàn diện trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh. Trong không khí hân hoan chào đón xuân mới Giáp Thìn 2024, chúng ta hãy cùng nhìn lại 10 sự kiện dấu ấn nổi bật của tỉnh Kiên Giang năm 2023. Nội dung được Hội đồng bình chọn của tỉnh do Ban tuyên giáo tỉnh ủy chủ trì và công bố. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Qua hơn 2 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 11 Đảng bộ tỉnh, trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch Covid-19. Nhưng với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo và đạt được những kết quả quan trọng. Đến nay, trong 27 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết đại hội đề ra, có 6 chỉ tiêu vượt, 14 chỉ tiêu đạt từ 50% trở lên. Kinh tế của Kiên Giang vẫn duy trì tăng trưởng ở mức khá. Ước tăng trưởng bình quân giai đoạn 2021-2023 đạt 5,29%. Quy mô kinh tế vươn lên đứng thứ 2 khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đến nay, thực hiện đạt mục tiêu tổng quát của đại hội, duy trì là một trong những tỉnh phát triển dẫn đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Thu nhập bình quân đầu người ước năm 2023 đạt 74 triệu đồng, tăng 17 triệu đồng so với năm 2020. Với chủ đề Kiên Giang phát huy tiềm năng lợi thế, khơi thông nguồn lực, phát triển nhanh, hài hòa và bền vững, ngày 23 tháng 12, tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tổ chức công bố quy hoạch tỉnh Kiên Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và xúc tiến đầu tư tỉnh Kiên Giang. Quyết định này mở ra cơ hội không gian phát triển mới và định hình các giá trị mới cho tỉnh Kiên Giang. Theo đó, mục tiêu đến năm 2030, Kiên Giang là tỉnh có chất lượng sống cao của vùng đồng bằng sông Cửu Long, là trung tâm kinh tế biển của quốc gia. Các thành phố Rạch Giá, Hà Tiên, Phú Quốc là tam giác phát triển chính của nền kinh tế đô thị, thương mại và dịch vụ hướng biển. Trong đó, thành phố Phú Quốc là trung tâm dịch vụ du lịch sinh thái chất lượng cao, du lịch, nghỉ dưỡng, biển đảo tầm cỡ quốc gia và quốc tế, kết nối với các trung tâm kinh tế lớn trong khu vực và thế giới. Rạch Giá là thành phố thương mại dịch vụ xanh, thành phố Hà Tiên là đô thị di sản. Bên cạnh đó, tỉnh Kiên Giang cũng đã hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đồ án quy hoạch chung thành phố Phú Quốc và thành phố Hà Tiên đến năm 2040. Lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng trở về của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đầy tại trại giam tù binh Cộng sản Việt Nam Phú Quốc được tổ chức long trọng tại thành phố Phú Quốc vào sáng ngày 26 tháng 3. Lễ được tổ chức nhằm tưởng niệm, tri ân anh hùng liệt sĩ đã hy sinh, qua đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan ban ngành đoàn thể và nhân dân trong công tác đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với cách mạng và thiết thực chào mừng kỷ niệm 48 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 1975, 30 tháng 4 2023. Tăng cường giáo dục truyền thống hào hùng và anh dũng của các thế hệ ông cha, truyền lửa cách mạng, dùng đắp tinh thần yêu nước, ý chí cách mạng kiên cường cho các thế hệ người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ. Ngày 5 tháng 11, tại khu di tích lịch sử quốc gia Ban An ninh khu 9, ấp Minh Trung, xã An Minh Bắc, huyện U Minh Thượng, Ủy ban Nhân dân tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 24 xã thị trấn an toàn khu và vùng an toàn khu liên huyện U Minh Thượng, An Minh và Chính Thuận trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược. Qua hai lần được công nhận, Kiên Giang có tổng cộng 24 xã thị trấn là xã an toàn khu và vùng an toàn khu. Huyện U Minh Thượng có 6 trong tổng số 6 xã, huyện An Minh có 11 trong tổng số 11 xã thị trấn. Huyện Chính Thuận có 7 trong tổng số 8 xã thị trấn được công nhận xã an toàn khu. Vùng liên huyện U Minh Thượng thuộc tỉnh Kiên Giang là vùng an toàn khu của Trung ương trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ.
Tối ngày 10 tháng 10 tại thành phố Rạch Giá, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Kiên Giang long trọng tổ chức lễ khai mạc lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực và đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Lễ hội đình thần Nguyễn Trung Trực, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Di tích lịch sử văn hóa quốc gia, mộ và đình Nguyễn Trung Trực tại thành phố Rạch Giá, Kiên Giang và lễ hội truyền thống anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực đã có lịch sử hình thành hơn 100 năm. Việc trở thành di sản văn hóa vật thể và phi vật thể thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Lễ hội được tỉnh Kiên Giang tổ chức vào ngày 26, 27 và 28 tháng 8 âm lịch hàng năm. Đây là nét đẹp văn hóa mang ý nghĩa sâu sắc, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn. Thời gian qua, đảo Ngọc Phú Quốc liên tiếp được nhiều kênh truyền thông danh tiếng hàng đầu thế giới ngợi ca, bình chọn, vinh danh. Năm 2023, tạp chí du lịch hàng đầu thế giới Travel Plus Leisure của Mỹ xếp Phú Quốc thứ 3 trong danh sách 23 điểm đến đáng đi du lịch nhất trong năm 2023. Và ngợi ca đảo Ngọc Phú Quốc là ngôi sao mới của du lịch Việt Nam. Tạp chí Condé Nast Traveler của Mỹ vừa công bố danh sách giải thưởng Reader's Choice Awards 2023. Và đảo Phú Quốc được xếp ở vị trí thứ 8 trong danh sách 10 hòn đảo du lịch hàng đầu châu Á năm 2023. Tạp chí du lịch The Travel của Canada xếp hạng Phú Quốc đứng ở vị trí thứ 3 trong 17 hòn đảo có chi phí du lịch rẻ nhất thế giới. Gần đây nhất, ngày 1 tháng 12, vượt qua nhiều ứng cử viên nặng ký là Ai Cập, Hy Lạp, Nhật Bản, UAE, Brazil và Armenia. Việt Nam lần thứ tư đón nhận giải thưởng danh giá, điểm đến di sản hàng đầu thế giới. Việt Nam còn có 5 điểm đến cấp địa phương cũng được trao tặng hạng mục giải thưởng. Trong đó, đảo Ngọc Phú Quốc đạt danh hiệu điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới năm 2023. Giải thưởng điểm đến biển đảo thiên nhiên hàng đầu thế giới sẽ là động lực để thúc đẩy du lịch Phú Quốc phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong tương lai. Năm 2023, tỉnh Kiên Giang đã phối hợp tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa cấp quốc gia, khu vực như Hội thi tuyên truyền 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam ra đời. Thông qua hội thi nhằm tuyên truyền giáo dục sâu rộng trong toàn đảng, toàn dân, toàn quân về ý nghĩa lịch sử, ý nghĩa thời đại, những giá trị to lớn, sự trường tồn và tầm ảnh hưởng của đề cương văn hóa Việt Nam năm 1943. Liên quan ảnh nghệ thuật khu vực đồng bằng sông Cửu Long đã huy động được hầu hết những nghệ sĩ nhiếp ảnh của khu vực tham gia. Các tác phẩm đã bám sát thực tiễn, mang hơi thở của cuộc sống, phản ánh được những thế mạnh đặc thù của từng địa phương trong khu vực. Ngày 21 tháng 11, tại thành phố Phú Quốc, Ban tuyên giáo Trung ương phối hợp với tỉnh ủy Kiên Giang và Hội nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh Tự hào một dải biên cương năm 2023. Triển lãm ảnh là dịp để tuyên truyền về công tác phân giới cắm mốc và quản lý biên giới, góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin, sự ủng hộ quý báu của các tầng lớp nhân dân đối với đảng, nhà nước, nâng cao vị thế uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Năm 2023, tỉnh Kiên Giang đã triển khai đầu tư xây dựng và tổ chức khánh thành nhiều công trình lớn ghi dấu có ý nghĩa nhằm để các thế hệ hôm nay và mai sau tưởng niệm tri ân anh hùng liệt sĩ, người có công như khu chứng tích chiến tranh rừng tràm Ban Biện Phú và đình tưởng niệm anh hùng liệt sĩ, người có công ở huyện Vĩnh Thuận, nhà lưu niệm lực lượng vũ trang tỉnh Kiên Giang tại huyện U Minh Thượng. Ngày 12 tháng 4, huyện Kiên Hải long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 40 năm thành lập huyện 12 tháng 4 năm 1983, 12 tháng 4 năm 2023. Qua nhiều lần điều chỉnh, chia tách, đến nay huyện Kiên Hải có 4 xã là Hòn Tre, Lại Sơn, An Sơn và Nam Du, dân số gần 18.000 người. Qua 40 năm hình thành phát triển, kinh tế của huyện Kiên Hải tăng trưởng bình quân hàng năm trên 14%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2022 đạt 62,5 triệu đồng, tăng 20,5 lần so với khi mới thành lập. Ngày 15 tháng 4, thành phố Phú Quốc tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập xã Thổ Châu, 24 tháng 4 năm 1993, 24 tháng 4, 2023.
Thổ Châu là xã đảo tiền tiêu có vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng an ninh trên vùng biển Tây Nam. 30 năm qua, Đảng bộ, quân và dân xã đảo Thổ Châu đã đoàn kết vượt qua mọi khó khăn thách thức, đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng từ 10 đến 12%. Tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo giảm còn 0,56%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2023 đạt 33 triệu đồng mỗi người một năm. Nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình chuyển đổi số của tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Năm 2023, tỉnh Kiên Giang đã triển khai đồng bộ các chương trình kế hoạch chuyển đổi số quốc gia như hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia, Ngày chuyển đổi số tỉnh Kiên Giang năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang 10 tháng 10, Năm dữ liệu số quốc gia với chủ đề Khai thác dữ liệu số để tạo ra giá trị. Tỉnh Kiên Giang đã tổ chức sơ kết các hoạt động chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tổ chức hội thảo an toàn thông tin và diễn tập thực chiến bảo đảm an toàn thông tin năm 2023. Ngoài ra còn tổ chức ra quân phổ biến hỗ trợ người dân cài đặt sử dụng sản phẩm dịch vụ số nhằm tổ chức triển khai các hoạt động tại địa bàn ở các xã phường, thị trấn.